vị khán giả đang có mặt tại Đầm Sen Square cũng như các bạn đang xem chương trình livestream và toàn thể quý vị và giám khảo cùng toàn thể quý vị đang thi Lotto Game ngày hôm nay. Rồi, chào em. Quá là dễ thương. Em rất là nhiệt tình luôn cái gì. À, cái đó mình quay phim thôi chứ chưa có đại chi nhà em. Đại chi mình cắt. Rồi, dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình đã sẵn sàng để gửi những con số đến cho quý vị khán giả chưa? À, giám khảo tham khảo này chú ý thí sinh chứ mình đừng có nhìn xung quanh ha chị ha. Ok, rồi xin mời Bích Hạnh lên. Dạ, em là Bích. Mai em đến từ Tây Ninh. À, đấy. Đồng hương Diệm My. Dạ, đúng rồi. Và không để mọi người đợi lâu nữa. Sau đây, phần thi của em xin chính thức được bắt đầu. Dạ, xin mời nhạc em. Mời cô bác có giấy phòng này mở lại đây, ngồi xuống đây nghe em kêu xuống. Xô đeo con lấy của mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, còn gì ra đây, mấy gì đây. Đi chặt bộ ở trong khi rồi còn tầm ai cho nên phi cực. Em lấy cây rồi em buộc đến bò, bò cho chạy đi vô. Bắt đầu em kêu lô tô, số gì đây, số gì đây, số gì đây, còn gì ra đây, còn gì đây. Quýnh thái kẻ đổi tiên mà tọt ngay. Ai ăn rồi nhớ mấy gì tay ngồi. Dạ rồi, với 8 thí sinh ở lượt này thì trong đó chúng ta sẽ có một bạn là đoạt giải nhất của phần thi Lotto Online. Thi Online xin được chúc mừng bạn số báo danh 2408, bạn Quýt. Wow, chúc mừng Quýt và xin mời Quýt mình sẽ tiến lên phía trước. Mình sẽ được nhận một vé vàng và mình sẽ đi thẳng vào game ra mắt của Lotto Next Gen mùa thứ 2 2024 của bạn chiến thắng Lotto Hưng Nam. Đặt ở đây em, ở đây đây và em mời chị Bibi Phụ mình sẽ trao vé vàng cho bạn Quýt với top 1 của Lotto Next Gen Online. Và quý vị hãy dành một chỗ này cho bạn Quýt với top 1 Lotto Next Gen Online quý vị nhá. Và ở lượt này thì ban giám khảo có một vé vàng. Hãy nghĩ gì mà vui thế.